Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mác-thêu. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Chúa Giêsu đi rảo khắp các thành phố làng mạc, dạy dỗ trong các hội đường, rao giảng tin mừng nước trời và chữa lành mọi bệnh hoạn tật nguyền. Thấy đoàn lũ dân chúng, người động lòng xót thương họ, vì họ tất tưởi bơ vơ như những con chiên không có người chăn. Người liền bảo môn đệ rằng: lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít, các con hãy xin chủ ruộng sai thợ đi gặt lúa. Và người liền triệu tập 12 môn đệ, ban cho họ quyền năng trên các thần ô uế, để họ xua đuổi chúng và chữa lành mọi bệnh hoạn tật nguyền. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Kính thưa cộng đoàn, hôm nay chúng ta cùng với giáo hội cử hành ngày bổn mạng quan thầy của các linh mục, đặc biệt linh mục quản sứ. Và gương mẫu chính là Thánh Gioan Marianae Vianney, linh mục. Ngài sinh vào năm 1786, được chịu chức linh mục lúc 29 tuổi năm 1819, qua 1815, qua những quãng đời cũng khá trung chuyên để tiến tới được bàn thánh, nhưng kiên trì trong ơn Chúa, Ngài đã đạt được ơn linh mục mà mình mong ước từ khi mới rước lễ lần đầu, thưa với mẹ rằng: con muốn đem các linh hồn về cho Chúa. Quả thật, quyết tâm, ý chí trong ơn Chúa sẽ vượt được mọi khó khăn thử thách. Và quyết tâm trong ý chí trong ơn Chúa sẽ hoàn thành được ơn gọi mà Chúa ban, cũng như nguyện vọng đơn thành của mình, như chúng ta đọc thấy kết quả của cuộc đời linh mục của Thánh Gioan Maria Vianney. Ngài là người đã chinh phục được tín hữu thính giả của mình bằng những lời giảng dạy đơn sơ, bắt nguồn từ đời sống cầu nguyện với Thánh Thể Chúa, đón nhận mầu nhiệm thập giá trong đời mình, yêu mến Thánh Giá Chúa và cũng đặc biệt gắn bó với Đức Mẹ, là người đã sinh nên người con linh mục cho Thiên Chúa là Đức Giêsu Kitô, cũng như đã đồng hành với con để chung phần tế lễ với Thiên Chúa, cho Thiên Chúa nơi núi Sọ. Và để được điều đó, đương nhiên nó có sự đóng góp của nhiều thành phần, từ gia đình, người mẹ động viên khuyến khích con cái. Gia đình đã biết đón tiếp các linh mục trong thời gian cấm cách sau cách mạng của Pháp 1789, để các linh mục có thể cử hành bí tích một cách kín đáo cho những người tín hữu trung thành. Và chính Gioan Maria Vianney cũng đã được rửa tội ngay tại phòng khách nhà mình, rồi lãnh bí tích thánh thể rước lễ lần đầu ngay ở trong cái kho lẫm của nhà mình. Những khó khăn như vậy, những kỷ niệm như thế
đã gợi nên, đã gieo rắc trong tâm hồn của chàng trai trẻ ý muốn, ước nguyện phục vụ Chúa trong ơn gọi linh mục. Thế nhưng rồi cũng có những khó khăn từ bản thân, và đã được cha sở của xứ của Ngài là cha Ban Lê, giáo xứ ở Quỳnh Ly, đã tạo điều kiện giúp đỡ, động viên cũng như chăm sóc để Ngài có thể thông biết một số kiến thức cần thiết mà tiến tới chức linh mục theo yêu cầu của chuẩn viện Lyon lúc bấy giờ. Rồi thêm nữa, chính vị cha sở tận tụy này đã dẫn dắt những năm đầu đời linh mục của Gioan Maria Vianney, và cuối cùng thì Ngài đã trong ơn Chúa, trong sự giúp đỡ của nhiều người, trong lời cầu nguyện, trong sự cố gắng của bản thân, đã trở thành một người mục tử như lòng Chúa mong ước. Qua cái cuộc đời của vị linh mục mẫu mực Đức Giáo Hoàng Pio thứ 11 sau khi phong thánh cho Ngài năm 1925, thì năm 1929 đã tuyên phong đặt Ngài làm bổn mạng quan thầy của các linh mục. Năm 2010, Đức Nguyên Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 khi mở năm thánh linh mục cũng đặt Gioan Maria Vianney như là mẫu hình linh mục cho các linh mục noi gương bắt chước trong đời sống của xã hội ngày nay. Và chúng ta tự hỏi điều gì đã làm nên sự trọng đại, thành tựu, sáng danh Chúa nơi cuộc sống của Gioan Maria Vianney linh mục. Thì giáo hội dọn cho chúng ta hai bài đọc lời Chúa hôm nay, như nói với chúng ta rằng chúng ta cần phải sống trong giáo hội với ý thức liên đới, hiệp thông và tinh thần trách nhiệm. Liên đới hiệp thông với lòng thương xót của Chúa, và trách nhiệm cũng là trách nhiệm thể hiện lòng thương xót của Chúa. Như bài tin mừng cho chúng ta thấy đó, Đức Giêsu sau khi đã thực hiện được nhiều điều giúp ích cho dân chúng, bị chống đối bởi những người Pharisêu, luật sĩ, những kinh sư thượng tế lúc bấy giờ, nhưng mà Chúa vẫn tiếp tục con đường của mình trong niềm trung tín với sứ mạng. Và đặc biệt là Chúa động lòng thương xót đám dân chúng, và Chúa mời gọi nguyện cầu để Chúa Cha là chủ ruộng sai thợ gặt đến gặt lúa của mình. Và từ đó Chúa đã chọn trong các người đi theo Chúa 12 vị để làm tông đồ tiếp nối sứ mạng. Đó chính là cái tinh thần, cái mầu nhiệm, cái đòi hỏi hiệp thông ở trong hội thánh. Và hiệp thông đó là phải đi kèm với ý thức trách nhiệm. Trách nhiệm với lòng thương xót, trách nhiệm về lòng thương xót. Như Chúa đã động lòng thương xót để nguyện cầu, kêu gọi nguyện cầu và chọn gọi một số người để cắt đặt cho cái sứ vụ thương xót và ban những ơn cần thiết để cho các ngài có thể được thực hiện như Chúa, để chữa lành, để trừ quỷ, để thông truyền tin mừng cứu độ. Và trách nhiệm của lòng thương xót này là một cái ân ban, cũng là một cái đòi hỏi, như bài sách tiên tri Jeremiah cho chúng ta thấy trong bài đọc Ezekiel
Và chúng ta thấy trong cái bài đọc chúng ta cũng mới vừa nghe, Chúa đòi hỏi người được Chúa chọn, được Chúa gọi phải ý thức sống cái trách nhiệm của mình. Nếu không vuông tròn trách nhiệm thì sẽ phải chịu trách nhiệm về cái nỗi bất hạnh mà những người khác Chúa trao phó cho mình phải chịu. Cho nên ân ban thì cũng đòi hỏi cái trách nhiệm. Và để thực hiện được cái ân ban, cái trách nhiệm vuông tròn thì chỉ có một điều duy nhất như lời Thánh Vịnh Đáp Ca nhắc cho chúng ta: Chúa là phần gia nghiệp của con. Thánh Gioan Maria Vianney đã chọn Chúa là phần gia nghiệp của mình để tận tụy hết lòng lo cho nhà Chúa. Và đó cũng là tiếp nối chính điều mà Đức Giê-xu đã thực hiện trong đời sống của mình. Lương thực của Thầy làm theo ý Đấng đã sai Thầy. Cha ta trao chén đắng, lẽ nào không uống? Cha trao sứ mạng, lẽ nào không vuông tròn? Nhưng mà vuông tròn ở trong cái ý thức con thảo yêu thương, ở trong cái cảm nhận ân ban trách nhiệm của mình. Nên hiệp dân thánh lễ hôm nay chúng ta nhớ tới các linh mục của chúng ta. Chúng ta cầu nguyện cho các ngài ý thức về ân huệ thánh chức mình lãnh nhận để vuông tròn theo như lòng Chúa mong ước. Chúng ta cũng là những người được mời gọi trong giáo hội thông phần trách nhiệm của mình trong việc cầu nguyện cho ơn gọi, cầu nguyện cho những người đang thi hành sứ vụ, cũng như tạo điều kiện để trong chính gia đình giáo xứ của chúng ta có những tâm hồn biết quảng đại hiến dâng cho Chúa trong ý thức đón nhận hồng ân và trách nhiệm mục tử như lòng Chúa mong ước mà mẫu gương Thánh Gioan Maria Vianney luôn sáng ngời trong hội thánh. Ông bà anh chị em rất thân mến, trong bài tin mừng hôm qua, Phêrô, người môn đệ thân tín của Chúa Giêsu, bị ngài quở trách là người kém tin. Còn người đàn bà xứ Canaan trong bài tin mừng hôm nay là một người ngoại, nhưng lại được Chúa khen là người có đức tin thật mạnh. Đó là điều làm chúng ta ngạc nhiên. Vậy người đàn bà Canaan trong bài tin mừng kể hôm nay là ai? Thưa bà là một người vô danh, không ai biết tên bà, chỉ biết bà là người Canaan đến từ Tyro và Sidon, là hai thành phố tội lỗi của dân ngoại. Thời bấy giờ, trong mắt người Do Thái, người Canaan là người xấu xa, nhơ uế, đáng khinh và là kẻ thù đầu tiên của dân Do Thái khi tiến về đất hứa. Nên người Do Thái chính thống không giao du với người Canaan. Như thế, giữa hai dân tộc đã có một khoảng cách rất lớn, kể cả khoảng cách về niềm tin. Hơn nữa, người Canaan lại là một người phụ nữ trong bài tin mừng hôm nay, thì khoảng cách đó lại càng xa dịu vời. Thế mà người phụ nữ này dám vượt qua hết những rào cản đến gặp Chúa Giêsu. Khi gặp Chúa Giêsu, bà kêu lên. Kêu lên là để cho tiếng nói của lòng mình được vang lên, được nghe thấy. Bà để cho tình trạng của mình được nhìn thấy. Đây là một bước đột phá. Bởi từ nghe nói đến kêu lên là mà cả một hành trình dài. Nghe nói là thụ động, còn kêu lên là chủ động. Những gì bà nghe nói chỉ nằm ở mức độ thông tin từ bên ngoài, còn những gì bà kêu lên thì xuất phát từ xác tín bên trong. Trong tiếng kêu của bà, người ta thấy gì? Thưa, người ta thấy gia cảnh của bà. Bà có đứa con gái bị quỷ ám. Bà nói con gái tôi, chứ không nói con gái của chúng tôi. Có lẽ đây là một người đàn bà quá, hoặc
bị chồng bỏ. Như thế, hạnh phúc và lẽ sống duy nhất của bà là đứa con gái. Thế nhưng, hạnh phúc đó đang bị tước đoạt. Cuộc sống trong gia đình của bà đang bị phá nát bởi con gái yêu quý của bà bị quỷ ám, gây nên bao khổ sở cho bà và cho nó. Bà đang sống trong một cuộc đời ít nhiều tuổi hổ và khổ đau. Như vậy, khi bà kêu lên, người ta không chỉ thấy bà mà còn thấy cả gia cảnh đáng thương của bà. Trong tiếng kêu của bà còn cho ta thấy bà đồng hóa nỗi đau của con gái mình với chính bà. Thay vì nói lại Ngài xin thương xót con gái của tôi, nhưng bà nói lại Ngài xin thương xót tôi. Thật bất ngờ, xem ra thái độ Chúa hững hờ. Bà hy vọng đợi chờ mà Chúa vẫn làm ngơ. Nhưng bà quyết không bỏ cuộc mà lại rất kiên trì và trở nên táo bạo hơn, dám vượt lên trước để gặp Chúa trong thái độ cung kính bái lại và tiếp tục nài xin: lạy Ngài, xin cứu giúp tôi. Tuy nhiên, Chúa vẫn quyết liệt từ chối và còn nặng lời: không nên lấy bánh của con cái mà vứt cho chó. Trước câu nói nặng lời của Chúa Giêsu, không ngờ bà lại bình tâm đón nhận và đáp lại với lời lẽ thật khôn ngoan, nhẹ nhàng và khiêm tốn nhưng sáng ngời niềm tin: thưa Ngài, đúng thế, nhưng mà chó con cũng được ăn những mảnh vụn từ bàn của chủ rơi xuống. Một câu nói thật khiêm tốn nhưng cũng đầy tin tưởng, thật bất ngờ mà cũng thật đẹp. Đẹp vì lời ấy vang lên từ tình yêu và niềm tin. Yêu con tha thiết nên bà không thể nhẫn tâm ngồi nhìn ma quỷ hành hạ đứa con yêu quý. Yêu con tha thiết nên bà không ngần ngại đi tìm thầy thuốc ở khắp mọi nơi, kể cả những nơi bị coi là cấm kỵ. Yêu con tha thiết nên bà chấp nhận tất cả, không chỉ sợ mệt nhọc tìm kiếm mọi sự, kể cả sự dửng dưng lạnh nhạt và nhất là sự khinh khi nhục mạ. Yêu con nên bà cũng tin Chúa. Tin Chúa có quyền năng thống trị ma quỷ. Tin Chúa có lòng thương xót ra tay cứu chữa. Tin Chúa có trái tim rộng mở, sẽ không phân biệt người ngoài kẻ đạo. Tin và yêu giống như chiếc chìa khóa vạn năng, có thể mở được mọi cánh cửa. Mở được cánh cửa nước trời, mở được cả tâm hồn Thiên Chúa. Như thế, chính tình yêu và niềm tin của bà đã làm thay đổi số phận con gái của bà. Hay nói cách khác, số phận của người khác đều có liên hệ đến cách sống ơn gọi của chính mình. Cụ thể, Thánh Gioan Maria Vianney mà giáo hội mừng kính hôm nay, Ngài đã sống trọn vẹn điều mà Đức Giám Mục căn dặn trong ngày Ngài lãnh nhận thác vụ linh mục: con hãy nhận lấy lễ vật của dân thánh mà dâng lên cho Thiên Chúa. Con hãy ý thức việc con làm, noi theo điều con thực hiện và rập đời sống con theo mầu nhiệm thánh giá Chúa. Chính cách Ngài sống tròn đầy ơn gọi của mình đã làm thay đổi đời sống giáo dân của họ Ạc từ khô khan nguội lạnh trở nên đạo đức sốt sắng. Đúng là giáo xứ nào linh mục thánh thiện thì giáo dân đạo đức, xứ nào linh mục đạo đức thì giáo dân bình thường, còn xứ nào linh mục bình thường thì giáo dân tội lỗi. Giáo huấn của giáo hội thường nói rằng các linh mục nên thánh theo cách thế đặc thù của mình, bằng cách chu toàn thừa tác vụ của hàng linh mục. Điều đó không có nghĩa là linh mục chỉ cần thi hành tác vụ thì đương nhiên là nên thánh. Vấn đề là linh mục thi hành thừa tác vụ với động lực nào, phong cách nào, theo tinh thần của tin mừng hay của thế gian. Và ngoài lúc thi hành tác vụ, lối sống của linh mục có ăn khớp với mầu nhiệm thánh thiên đã cử hành hay không? Có người nói rằng linh mục vô học là một chiến sĩ không khí giới. Linh mục thông thái mà không sống và hành động
như thể mình đang trông thấy đứng vô hình, thì cũng chẳng có lợi gì cho nhân loại đang đói khát Thiên Chúa hôm nay. Xin cho các linh mục của Chúa biết sống theo gương Thánh Gioan Vi-a này, để con người đang đói khát Thiên Chúa hôm nay cũng có thể trông thấy đứng vô hình nơi linh mục. Và ước gì mọi người chúng ta cũng có được đức tin lớn lao như người đàn bà xứ Canaan trong bài tin mừng hôm nay, biết kiên trì cầu xin khi Chúa thính lặng, biết kiên nhẫn chờ đợi khi Chúa chưa nhậm lời, và biết khiêm tốn khi gặp thử thách gian nan. Nhờ đó, đức tin ta sẽ được mạnh mẽ để xứng đáng đón nhận những ơn lành lớn lao từ nơi Chúa. Amen. Hôm nay chúng ta chiêm ngắm một Đức Giê-xu lạ thường. Lạ thường tại vì bình thường ra Chúa Giê-xu là đấng hay thương xót. Thấy đám đông thê thảm, thấy đám đông đói rách bơ vơ, Chúa Giê-xu đã chạy lòng thương. Huống chi một người đàn bà đến để nài van cho con của mình. Chúng ta thấy thái độ của Chúa Giê-xu rất là lạ, không hề đáp lại một lời nào. Rồi sau đó ngay các môn đệ đã phải khó chịu vì cái léo nhéo của bà này. Các môn đệ nói: thầy ơi, thương cho bà ấy về đi, thầy cứ kêu, bà cứ kêu mãi. Chúa Giê-xu chỉ nói với các môn đệ rằng: ta chỉ được sai đến với chiên lạc nhà Israel thôi. Thế là bà ấy chạy đến đối diện với Chúa. Và cuối cùng, cho dù Chúa đối xử có vẻ như phũ phàng, bà vẫn cứ kêu xin. Và kết quả là con của bà được khỏi bệnh. Không phải Chúa thử thách lòng tin của bà cho bằng là biểu dương sự kiên nhẫn, lòng tin của một người đàn bà ngoại giáo. Bà chỉ vì đứa con của mình thôi. Con của tôi bị quỷ ám khổ sở lắm. Người mẹ nào chẳng thương con. Và làm mọi cách để làm sao cái nỗi đau của người con trở thành cái nỗi đau của mình. Từ đó đến kêu van Chúa. Chúng ta nhận thấy điều này rất rõ trong cuộc sống thường ngày của mình. Người ta nói rằng có một nơi để đi về, đó gọi là mái ấm. Có những người để yêu thương, để chia sẻ, để được yêu, đó gọi là gia đình. Và có cả hai, cả mái ấm, cả gia đình, đó gọi là hạnh phúc. Tôi còn thêm một điều nữa, là nếu có được một mái ấm, một gia đình, có hạnh phúc, thì có được thêm Thiên Chúa nữa, đó gọi là hạnh phúc viên mãn. Chúng ta được mời gọi trở thành một đại gia đình, để yêu thương, để chia sẻ cho nhau. Tâm tình yêu thương chia sẻ của mỗi một người chúng ta không phải chỉ có trong con tim, mà nó còn phải thể hiện ở trong đời sống hàng ngày của mình nữa kìa. Cầu nguyện cho nhau khi còn đang sống, khi đã qua đời, nhưng kể cả nhớ đến nhau, thăm viếng nhau, an ủi nhau, cũng là những điều mà mỗi một người chúng ta luôn luôn phải nhắc nhớ mình, luôn luôn phải làm sao thực hiện được ở trong chính đời sống của mình. Chúa muốn chúng ta gắn bó với Ngài trong anh chị em của mình một cách thực sự kiên nhẫn. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ rất thân mến, hai bài đọc trong lời Chúa hôm nay trình bày cho chúng ta hai nếp sống đức tin trái ngược nhau. Chúng ta để ý nơi bài đọc một hôm nay thì lại cho chúng ta thấy một thái độ cứng cỏi, dở hơi và chống đối của những người Do Thái dành cho Thiên Chúa. Họ đã chống đối bởi vì trước mắt họ
dù đã xảy ra rất nhiều những phép lạ phi thường, những dấu lạ điềm thiên Chúa đã thực hiện cho lịch sử của dân tộc họ, họ vẫn cứng cỏi. Cứng cỏi bởi vì một nỗi sợ hãi. Họ không muốn dấn thân bởi vì họ sợ phải đối đầu với những người khổng lồ của miền đất Canaan, đó là thổ dân đang ở trên miền đất ấy. Họ không muốn tiến bước mà họ muốn thụt lùi, và họ không thể chấp nhận việc mình phải phiêu lưu thêm một lần nữa với Chúa. So đo và tính toán, cho nên họ đã trở nên những kẻ được gọi là gian ác, và trở nên những người làm sai với ý muốn của Chúa. Đức tin đòi phải chấp nhận một cuộc từ bỏ, cuộc phiêu lưu và can đảm đi với Chúa. Bài tin mừng thì chúng ta thấy ngược lại, trình bày cho chúng ta về cuộc sống của một người ngoại giáo, nhưng lại trở nên khuôn mẫu đức tin cho chúng ta. Bài học được kể lại qua một phép lạ. Nơi phép lạ này, Thánh Matthew không đơn thuần trình bày cho chúng ta những nét hấp dẫn của phép lạ, cho bằng là trình bày cho chúng ta về một mẫu gương đức tin của một người mẹ ngoại giáo. Vì yêu thương con mình đang bị quỷ ám, bà đã can đảm thực hiện đức tin của mình một cách đầy thử thách. Chúa Giêsu đã dựng lên trước mắt bà tới ba lớp cửa mà bà phải mở, và để đạt được ân sủng từ nơi đấng giàu lòng thương xót ấy, nhưng cũng không thiếu những thử thách dành cho mình. Bà đã kiên cường để mở từng lớp cửa dày khó khăn đến mức nào. Lớp cửa thứ nhất là một sự thinh lặng Chúa dành cho bà. Bà có kêu gào, bà có xin đi chăng nữa thì Chúa vẫn thinh lặng. Sự thinh lặng đã biến bà thấy mình dâng lời cầu nguyện như là một lời độc thoại thôi. Nhưng lạ thay, Chúa vẫn im lặng để bà bước vào trong một khung trời đầy thử thách mới. Lớp cửa thứ hai dựng lên cho bà mà bà phải mở ra, đó chính là một sự thẳng thừng chối từ. Thầy chỉ được sai đến với những chiên lạc nhà Israel. Ranh giới được đặt ra đã được ấn định, bà không có cửa nào nữa. Thế nhưng bà vẫn kiên trì trước thử thách đó. Lạy Ngài, xin cứu giúp con. Và rồi một lớp cửa mới lại được dựng lên nữa, bà phải mở ra. Đó chính là một lời nhục mạ, như là một sự kết liễu cho đức tin nếu còn non kém. Không nên lấy bánh của con cái mà vứt cho chó. Nhưng bà đã khiêm nhường nhận cái phần nhỏ của mình. Lạy Ngài, nhưng chó con vẫn có thể ăn được những mảnh vụn từ bàn của chủ rơi xuống. Thật là một sự tàn nhẫn, đến độ bà phải thể hiện một đức tin khiêm tốn. Chúa đã cảm động trước lòng tin của bà. Từ nay trở đi, ngay tức khắc lúc đó, bà không được gọi là chó con nữa, mà đã trở nên con cái của Chúa. Là một dân ngoại, nhưng bà được mời gọi để hưởng sự vui mừng của con cái Chúa. Bà đã được hưởng trọn cái bánh ân sủng, chứ không phải là một mảnh vụn nữa. Con gái của bà hết bệnh ngay tức khắc. Hôm nay chúng ta cũng nhớ đến Thánh Gioan Maria Vianney, một vị thánh đã thực hiện ơn gọi mục tử của mình qua một chặng đường đầy những gian nan và thử thách. Các lớp cửa của niềm của sự thử thách đó không thiếu nơi Ngài. Ngài đã mở được trái tim của lòng Chúa thương xót để Ngài cảm nghiệm được một đức tin cần phải có một trải nghiệm trong gian nan thử thách. Ngài đã trở nên thầy dạy đức tin cho chúng ta bởi vì Ngài đã trui rèn đức tin của mình và lòng mến của mình trong những gian nan và thử thách, nhất là những thiếu thốn nơi Ngài.
Ngài thiếu thốn cái gì? Thiếu thốn học thức, thiếu thốn sự thông thái như anh em. Ngài đã không bằng người, nhưng Ngài đã cố gắng từng bước một. Ngài đã chấp nhận sự ruồng bỏ của thậm chí là những anh em đang thực thi ơn gọi chung với mình nữa. Ngài đã chấp nhận sự lạnh nhạt của cả bề trên dành cho Ngài. Nhưng nhờ kiên trì trải nghiệm niềm tin với lòng yêu mến và gắn bó với Chúa Giêsu Thánh Thể, đấng mà Ngài vừa xuất sắc cử hành phụng vụ mỗi ngày, vừa phải trải nghiệm đức tin của mình trong gian nan với Chúa, Ngài đã thánh hóa trong đời sống ơn gọi của mình từng ngày. Và nhờ đó Ngài ướp lấy đời sống của từng con chiên trong đàn chiên của Ngài. Xin Ngài chuyển cầu cho cộng đoàn chúng ta đang hướng lòng cầu nguyện cho các linh mục trong ngày mừng bổn mạng của các linh mục hôm nay. Xin Chúa qua lời chuyển cầu của Ngài chia sẻ phần thánh thiện của Ngài cho các linh mục và giúp cho các linh mục cũng trải nghiệm niềm tin và đời sống phục vụ của mình qua những gian nan thử thách, thậm chí là những chống đối trong đời sống tông đồ của mình. Xin Chúa thêm sức cho mỗi người chúng ta nữa, để trong trách nhiệm làm mỗi một mục tử nhỏ nơi đời sống của bản thân, gia đình, chúng ta cũng học được nhiều bài học từ nơi tấm gương của Thánh Gioan Maria Vianney, kiên cường trong thử thách và thể hiện lòng mến yêu đối với Chúa, đối với mọi người trong từng cảnh huống của cuộc sống. Hãy vững tin, vì trong mọi hoàn cảnh, Thiên Chúa luôn có giải pháp. Đó là thông điệp mà Tin Mừng hôm nay muốn nhắn gửi cho tất cả chúng ta, đang khi chúng ta ở trong hoàn cảnh khó khăn và lo sợ vì dịch bệnh. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, chúng ta đang ở giai đoạn khó khăn của dịch bệnh. Những chuyện mà chúng ta tưởng chừng như đã nghe và xem thấy ở đâu đó xa lắm, ở châu Âu, ở Mỹ, ở Ấn Độ, chỉ vài tháng trước, nơi này, nơi kia, thì bây giờ những chuyện đó đang xảy ra với chúng ta. Lúc này đó là chuyện của chúng ta, chuyện của gia đình chúng ta. Dịch bệnh đã đưa chúng ta trở về với bản chất thật sự của kiếp người, cho thấy ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết, sự mỏng giòn của thân phận con người, như điều mà Kinh Thánh diễn tả nơi Thánh Vịnh 90: đời người như ngọn cỏ thoáng qua, như hoa cỏ sớm nở chiều tàn, và chỉ một cơn gió thoảng qua đã đủ làm cho nó biến mất. Vâng, hãy vững tin, vì trong mọi hoàn cảnh, Thiên Chúa luôn có giải pháp. Đúng như câu chuyện Tin Mừng hôm nay, đối diện với đau khổ của đứa con gái bị quỷ ám, người mẹ đã vững tin. Còn khó khăn nào lớn cho bằng khó khăn của việc chứng kiến ma quỷ giày vò ám hại con của mình? Còn nỗi đau nào cho bằng nỗi đau bất lực trước sự nguy cấp của người mình thương yêu? Cho dù với những người khác, sự thật là em bé bị quỷ ám khó mà cứu chữa, sự thật là sẽ chẳng ai cứu được nó đâu, sự thật là vô phương chữa chạy, và sự thật là toang rồi. Cho nên các môn đệ mới can ngăn rằng: xin Thầy bảo bà ấy về đi, vì bà ấy cứ theo sau chúng ta mãi. Nhưng thưa quý ông bà anh chị em, với trái tim của người mẹ, với trực giác của một đức tin mạnh mẽ, dù bà ấy là người ngoại đạo,
người mẹ biết rõ là Thiên Chúa luôn có giải pháp trong mọi khó khăn. Lạy Ngài là con vua David, xin rủ lòng thương tôi. Ở trong tuyệt vọng cùng cực, trực giác đức tin của một bà mẹ biết ngay rằng niềm hy vọng duy nhất là kêu xin Chúa Giêsu. Và quả thật, đứa bé gái đã được Chúa cho lành bệnh. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, người mẹ trong Tin Mừng thật sự là may mắn khi còn gặp được Chúa Giêsu, khi có được đức tin. Và khi có lòng tin thì còn hy vọng, có hy vọng để kêu xin, và vì có kêu xin nên con bà đã được chữa lành. Vâng, ở trong giai đoạn khó khăn này, người Công giáo chúng ta cũng thật sự giống như bà mẹ trong Tin Mừng. Chúng ta vẫn còn may mắn khi chúng ta có đức tin, chúng ta có Chúa để bám víu, có thánh lễ để tham dự. Để vì có lòng tin mà còn hy vọng, có hy vọng để kêu xin, và có kêu xin thì sẽ được cứu. Quý ông bà anh chị em hãy nhìn ra xung quanh, hãy nhìn ra những người anh chị em của chúng ta, họ chưa biết Chúa, chưa có đức tin. Họ không biết tin vào ai, chẳng biết cậy dựa vào ai ở trong giai đoạn khó khăn này. Hôm qua, có một người ngoại giáo ở gần nhà con biết gia đình con, nên đã gọi điện cầu cứu con là: ông cha ơi, ông cha cầu xin Chúa của ông cứu tôi và gia đình tôi với. Tôi không còn biết kêu cứu ai. Kính thưa cộng đoàn, dân thánh lễ hôm nay chúng ta cầu xin Chúa ban ơn bình an và ơn chữa lành cho quê hương đất nước chúng ta, cho gia đình chúng ta. Và xin cho mỗi người luôn vững tin vào Chúa trong mọi hoàn cảnh. Như xưa các tông đồ đã xin Chúa Giêsu: lạy Chúa, con tin, nhưng xin hãy gia tăng lòng tin yếu kém của chúng con. Và chúng ta cũng xin cho mỗi chúng ta biết nâng đỡ nhau trong đức tin. Như Thánh Phaolô tông đồ đã căn dặn: thưa anh em, bổn phận của chúng ta là những người có đức tin vững mạnh, là phải nâng đỡ những ai yếu đuối không có đức tin vững mạnh. Trích từ Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Roma chương 15 câu 1. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, ngay cả các môn đệ thân tín của Chúa, những người đã từng gắn bó keo sơn với Chúa, đôi khi cũng còn bị Chúa trách. Nhẹ thì Chúa trách họ là những người yếu lòng tin, nặng thì Chúa còn nói thẳng với các ông như khi các ông gặp sóng gió ở trên biển hồ: anh em không có lòng tin à? Thế mà với một người phụ nữ ngoại đạo, không biết là bà ta có biết gì nhiều về Chúa hay không, mà Chúa cũng đã khen bà này có lòng mạnh tin thật. Điều này khiến cho chúng ta phải suy nghĩ thế nào là một người có lòng tin, mà một lòng tin mạnh mẽ thực sự. Anh chị em thấy ở trong Tin Mừng, các thánh sử thường thuật lại những cái nhìn khác nhau về Chúa Giêsu. Người thì bảo Chúa Giêsu là một tiên tri, người thì bảo là ông Gioan Tẩy Giả sống lại, có người thì bảo là một vị đại ngôn sứ. Kể ra thì họ cũng đã dành cho Chúa một chút trân trọng. Thế nhưng bên cạnh đó lại cũng có không ít người tỏ ra khinh bỉ, bởi vì Chúa xuất thân từ Nazareth, cho nên họ mới nói ở Nazareth thì có gì hay đâu. Tệ hơn nữa, những người biệt phái và kinh sư thì lại nhìn Chúa như một kẻ chống lại lề luật, chống lại các truyền thống của tổ tiên họ. Riêng người phụ nữ ngoại đạo
lại nhìn Chúa Giêsu như là đấng duy nhất có thể chữa lành cho con của bà, đấng duy nhất có thể làm vơi đi nỗi đau của một người mẹ hàng ngày phải chứng kiến con của mình đang phải vật vã với những cơn đau. Thành ra đối với Chúa Giêsu, lòng tin không hề tại ở việc xác tín rằng Chúa chỉ làm những phép lạ, những điều vĩ đại, những điều lạ thường, cho bằng là xác tín Chúa là đấng thương xót và lúc nào Ngài cũng có thể ban phát lòng thương xót cho con người. Khi có một cái nhìn, một xác tín về Chúa như thế rồi, thì người phụ nữ còn đi cho đến cùng niềm xác tín của mình. Bà không chỉ kêu khóc mà còn gào thét để cầu xin Chúa chữa cho cô con gái. Và không phải là kêu lên một lần rồi thôi, nhưng cho dù Chúa Giêsu có im lặng, bà vẫn kêu gào nhiều lần như một đứa trẻ cứ nằng nặc đòi cha mẹ phải cho chúng điều mà chúng xin. Xin cho bằng được thì thôi. Đặc biệt kêu gào như thế mà Chúa cứ im lặng thì đã đành, Chúa cứ từ chối thì đã đành. Đằng này Chúa lại còn nói cho một câu rất khó nghe: không lấy bánh của con cái mà ném cho chó. Ấy vậy mà người phụ nữ ngoại giáo vẫn chấp nhận sự phân biệt, chấp nhận sự khinh bỉ, chấp nhận bị hạ thấp, miễn sao là được Chúa đoái thương. Vậy thưa anh chị em, mỗi người Kitô hữu chúng ta đều tin Chúa cả. Thế nhưng tin là một chuyện, còn việc đi cho đến cùng niềm tin của mình lại là một chuyện hoàn toàn khác biệt. Anh chị em thân mến, hôm nay chúng ta mừng lễ Thánh Gioan Maria Vianney. Ngài là người nước Pháp, sinh vào năm 1786. Cha mẹ Ngài đạo đức thương người, lén lút đi lễ ở những nơi xa, bởi vì đấy là thời kỳ cấm cách phá đạo nặng nề tại nước Pháp trong cuộc cách mạng Pháp. Đời thơ ấu, Ngài đã chứng kiến cử hành thánh lễ dạy giáo lý một cách âm thầm, chúng ta gọi là dâng lễ chui đầy can đảm của các vị linh mục trước những lời đe dọa của chính quyền cách mạng. Năm 20 tuổi, Gioan Vianney mới bắt đầu việc học để chuẩn bị vào chủng viện. Rồi chiến tranh xảy đến, Ngài phải ngưng học. Sau nhờ một cậu em đi lính thay, Gioan mới thoát khỏi cái cảnh đi lính và 30 tuổi mới vào chủng viện. Trí khôn của Ngài chỉ ở mức trung bình, vì thế sau nhiều năm tu học đã có những lần Ngài thi rớt. Và vất vả với sách vở, đã có lần trong một lần khảo hạch, cha giáo đã phải gắt lên với Ngài: tại sao anh ngu như một con lừa vậy? Cuối cùng, Gioan cũng đã được thụ phong linh mục. Ngài được sai về một giáo xứ, xứ Ax, thuộc giáo, một giáo xứ hẻo lánh, hầu như không có ai để ý đến Ngài khi Ngài về nhận xứ. Cộng đoàn này có 40 gia đình, cỏ mọc trong sân nhà thờ cao đến đầu người, nhưng cộng đoàn này lại có 4 quán rượu. Giáo dân thờ ơ với việc đạo và thoải mái với một nếp sống cố hữu của mình. Nhưng không bao lâu sau, giáo xứ bắt đầu có những thay đổi. Khi người ta nhìn trộm qua cửa sổ, họ thấy cha sở gầy yếu, cầu nguyện suốt đêm. Người ta thấy Ngài vất vả để ngồi tòa giải tội. Ngài bỏ đi các bàn ghế đắt tiền ở trong nhà xứ, thay vào chiếc giường nệm êm ấm đấy bằng các khúc gỗ sần sùi để hy sinh. Cũng có nhiều người biết Ngài chỉ ăn có 2 củ khoai trong một ngày thôi. Một vài người tò mò đến nhà thờ nghe giảng, và họ thấy như Ngài có sức đánh động tâm hồn. Họ đồn thổi về Ngài, và người ta từ tò mò cho đến sốt sắng hơn, ngày càng nhiều người đến nhà thờ, và tòa giải tội không bao giờ vắng bóng người đến thống hối. Công việc ngồi tòa là một công việc mục vụ rất đẹp
trong cuộc đời của Ngài. Tòa giải tội đã thu hút biết bao nhiêu hối nhân tìm đến với giáo xứ nhỏ bé này. Tại nhà ga lớn nhất của Lyon, người ta mở một văn phòng hoạt động 24/24 để bán vé tàu cho khách đi xứ Ác. Và có những tấm vé có giá trị 8 ngày. Đây là một thời gian trung bình để người ta xếp hàng đợi cho đến phiên mình vào tòa xưng tội. Một thời gian dài để đến với xứ Ác. Cho nên khách hành hương liên tục, có khi một ngày tới 300-400 người. Lúc bấy giờ họ đi bộ, đi xe lửa, họ đi xe nhà, đi thuyền, đi xe ngựa ở nhà đến với Ngài. Tin mừng ngày hôm nay chúng ta đã nghe Chúa Giêsu đi khắp các thành thị làng mạc giảng dạy trong các hội đường, rao giảng và chữa lành các bệnh hoạn tật nguyền. Chúa chạnh lòng thương. Nói đến đây chúng ta phải nhìn đến một chương trình mục vụ đầy tình yêu thương, thương tất cả mọi người, chương trình mục vụ của Bí Tích Hòa Giải mà Cha đã thực hiện một ngày có khi đến 12-16 tiếng. Lời Chúa Giêsu nhắc với chúng ta: anh em hãy xin chủ để sai thợ đến gặt lúa của mình. Chúng ta trong ngày lễ này cầu xin cho giáo hội có nhiều người dấn thân trong ơn gọi linh mục và tiếp tục sứ vụ đầy yêu thương, chạnh lòng thương của Chúa Giêsu mà Cha Thánh Gioan Maria Vianney đã thực hiện. Anh chị em thân mến, nhân dịp kỷ niệm 150 năm Thánh Gioan Maria Vianney qua đời, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã dành một năm, đó là năm 2009, để cầu nguyện cho các linh mục trên thế giới. Và việc đấy vẫn tiếp tục cho đến ngày hôm nay, cầu nguyện cho các ngài noi gương cha sở ở họ Ác, dành thời giờ, dành chương trình thường hay hằng cho việc ban bí tích hòa giải cho các tín hữu. Trong mùa Covid, nhiều người trong chúng ta không thể đến trực tiếp để gặp các linh mục của hội thánh lãnh bí tích hòa giải. Nhưng từ linh mục cho đến giáo dân cùng cầu nguyện cho các tòa giải tội của chúng ta không bao giờ thiếu linh mục. Nhất là không quên cầu nguyện cho các cha sở và mọi linh mục của Chúa được sức khỏe và bình an, nhất là được ngồi tòa giải tội như Thánh Gioan Maria Vianney. Amen.